Então. Phải nó chạy bút mấy cái sao phải.
Dạ con nghe. Sai à? Vâng, nó chạy lên đây. Thank you.
Chú à? Nó hỏng cái gì chú nhà anh Hùng sửa cho cái cho đang đi vá xe. Xin lỗi bác. Đi đường. Cái gối chú anh Hùng sửa dùng cho cái.
Thank you.
xe không con? Thank you.